đạp gió 2023 gây tranh cãi vì thiếu công bằng, kết quả đã được dàn dựng từ trước. Sau khi tập 3 khép lại, chương trình đạp gió 2023 đã vướng nhiều tranh cãi về kết quả. Nhiều người nghi ngờ rằng game show hot này đã được dàn xếp từ trước vì rất thiếu tính công bằng. Sau đêm công diễn ở tập 3, nhiều cái tên gồm Katerina, Vương Giai Vũ, An Ni Đường Bá Hổ, Trần Băng đã phải dừng lại ở đạp gió 2023 vì có lượng bình chọn thấp, như để tăng thêm phần gây cấn. Chương trình đã trao cho hai người chơi ở vị trí gần cuối bản là Hứa Tĩnh Vận và Trần Ý Hàm một tấm vé cơ hội để vào vòng trong. Cả hai phải đối đầu trong một trận chiến, luyện tập trong 24 giờ và trải qua bài kiểm tra thanh nhạc và vũ đạo để giành được tấm vé an toàn này. Bước vào trận chiến sống còn, Hứa Tĩnh Vận vô cùng tự tin vì cô vốn là ca sĩ chuyên nghiệp, có lợi thế hơn hẳn ở chất giọng và kỹ năng trình diễn, trong khi đó, Trầm Ý Hàm vốn là một diễn viên, cô cảm thấy bị thua thiệt trước khả năng hát lẫn vũ đạo. Tuy nhiên, Trần Hàm Ý lại bất ngờ giành được phần thắng. Kết quả này lập tức dấy lên nhiều tranh cãi, vì rõ ràng trong suốt phần trình diễn, Hứa Tĩnh vẫn có phần thể hiện ổn định hơn hẳn. Cư dân mạng phát hiện ra, trước khi cuộc bỏ phiếu tiến hành, giám khảo cuộc thi liên tục nhấn mạnh một điều rằng, đạp gió 2023 vốn đề cao phụ nữ nên giữ lại người mang đến câu chuyện, truyền cảm hứng. Giám khảo còn cho biết, Trần Ý Hàm dù còn thiếu sót nhưng đã rất nỗ lực, chăm chỉ, những lập luận này ít nhiều đã tác động đến việc bình chọn. Việc để hứa tỉnh vận ra đi với màn thể hiện xuất sắc hơn đã làm khán giả không khỏi thất vọng. Nhiều người cho rằng chương trình chẳng khác gì vỡ kịch dựng sẵn và mục đích truyền cảm hứng chỉ là lý do giúp những kết quả bất công trở nên hợp lý hơn mà thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé